tuổi chị? Sao sắp khỏe. 45. 45 tuổi. Rồi anh trai bao nhiêu tuổi? 35. Đây, chú cười kìa, chú mừng luôn kìa. Trời ơi, chị có dám hôn ảnh không? Có dám không? Thôi hôn thử coi, hôn cho em coi thử coi. Hạnh phúc quá. Xin được chào tất cả các chú anh chị đang quay trở lại với kênh Vòng Bánh Official. Kính thưa quý bà cô chú và quý anh chị, ngày hôm nay thì đặc biệt cũng như là cái một ngày anh trai này, chẳng những tất cả các chú anh chị và quý mình thân vương được biết và Bảnh cũng rất là gần anh này, thì anh này là một người thợ trong của đội thợ của anh Hải và có cầu cứu Bảnh đến đây để mà cần sự giúp đỡ, vì có nghe nói là ảnh một mình ảnh nuôi một người mẹ già và một người cha lớn tuổi đang bị bệnh nằm liệt. Thì hữu duyên thì Bảnh tới đây để thăm hoàn cảnh anh như thế nào và lý do thì sao anh này đã không có làm với anh Hải nữa. Đó là anh mang tên là, anh hay nói mà vàng không sợ lửa đó. Giờ mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong nhà để cùng gặp gỡ gia đình. Rồi chào cả nhà mình. Ủa bà đâu rồi? Ở anh Sao hả? Ồ. Ôi chào anh trai. Xin chào. Đâu lắm rồi mới gặp á. Khỏe không? Trời ơi. Lúc này khỏe không bà? Lúc này em khỏe anh ơi. La có cho lo đi. Ê. Ê. Mấy chú vô chú. À, chú chào bà luôn. À, chào cô chú luôn. Chú bị bệnh gì vậy? Ông bị tai biến. Hả? Bệnh ông biết chứ bệnh đi nữa liệt tiền một năm á. Năm 4 năm. 4 năm rồi. Năm rồi. 4 năm rồi. Thôi nãy em mới thấy ai vậy? Hả? Ê, vợ. Vợ vợ hả? Ê, mới có hả? Có vợ hả? À. Cưới không? Không, nãy bắt dâu về luôn à. Không cưới. Ồ, nay bất ngờ quá. Anh trai này hồi xưa là làm hồ cho anh Hải nè các chú anh chị. Rồi sao mà mình không đi làm với anh Hải nữa? Tại lúc mà Hải thất nghiệp thì đi xuống Vĩnh Châu làm lại. Chạy tới chạy lui vậy đó. Chứ mình ở dẫm chân tại chỗ thì không có gì. Xã rồi, kêu vô đây khoe cái coi. Hả? Kêu bà xã rồi khoe cái coi. Ý, kêu em luôn hả? Ồ, dạ em chào chị. Trời ơi, bất ngờ quá cô ha. Có làm 2 năm đồ không? Không, có làm gì. Ủa sao không làm 2 năm đồ? Em chào chị, chịu bao nhiêu tuổi hả chị? Sao sắp khỏe. 45. 45 tuổi, rồi anh trai bao nhiêu tuổi? 35. 34. Vợ 34, 34. 35. Ảnh là 35. Ừ. 10 tuổi. Vợ lớn 35 tuổi, rồi vợ 45. Wow, bất ngờ nữa các chú anh chị. U 45 và U 35. Rồi bây giờ chó sủa quá mình lên chảnh ngồi đi. Lên chảnh đi chị, lên chảnh chơi. Rồi cho hỏi thăm coi. Dạ con chào chú. Trời tội nghiệp quá, vậy là hồi xưa là anh chia sẻ là ba anh là bị bệnh như vậy á hả? Ừ, ông bị tai biến á. Ôi ôi, thương quá. Nhờ nó nuôi á bây giờ. À nhờ anh trai này làm nuôi á hả? Có ba mẹ con ở đây nữa. Đâu có gì ở xa hết trơn đâu. Trời ơi, nhà mà đi vậy sao cô đi được? Mà đi kim cá kiếm gì nữa. Dạ. Rồi còn đi kim cá rồi cá lóc, cá chê, cá rô, cá sặc gì, lươn ngắn gì, tùm lum hết đấy. À, đi kiếm cá gì để nuôi cho gia đình nữa. Yeah. Vừa đi làm ban ngày, đi làm hồ, ban đêm gì đi kiếm cá, gì nuôi gia đình nữa. Tôi về nhà nó, nhà con hay nó nuôi cũng đỡ. Nhà mình có ruộng đất gì không chú? Không có con nợ hết. Ôi ơi, tội nghiệp quá. Không có con nợ hết á. Rồi con hiểu rồi, nói chung là nhà mình cũng bề bộn quá ha. Nhà cũng cứ trùng trùng quá. Ông trong cửa dài qua nhà vậy đó. Cái này sao mình không chán đi anh trai, mình làm hồ đó. Không có tiền. Không có tiền chán luôn, cái này khoảng 5 bao xi măng đủ không? Này chắc ở 10 bao á. 10 bao, 10 bao là nhiêu ta, 1 triệu hả? Ừ. 10 bao là 1 triệu. Mình chán là để cho cô đi lại không bị sốc muốn giờ, với lại rước vợ về phải làm cái chỗ cho vợ đi lên xuống rồi bếp rồi mình đâu còn bếp gì vậy? Bếp củi. Nhà mình còn xài bếp củi hả? Rồi cô chú anh chị đang nướng cái gì nữa kìa, bếp đang nướng kìa. Lương bắt ơi. Cá hồi tối á nè, còn gọng mớ nữa hả? Ủa có cá luôn hả? Bắt hồi tối đừng hơn ký. Rồi đi coi chị đẹp đi. Chị U 45 này coi nướng cá nướng gì nè. Nướng lương. Cái chó có cắn không cha? Không hiền khô à. Nướng cá cho ai vậy chị? Cho ba. Cho ba hả? Dạ. Thương quá chú anh chị ơi, nàng dâu U45 nè. Dạ. Bất ngờ quá.
Rồi lên chứ, giờ cho ai coi đi hay mình lên trước được không? Ừ. Lên được không? Để ha, lên trước ha. Rồi rồi. Chút xíu lên trước ra nói chuyện chơi. Rồi. Rồi mình lên trước hay gia đình mình lên coi đi, cái này đau chân quá. Rồi ơi. Dạ con lên trước chút xíu á chú ha. Dạ. Dạ. Mời cô luôn. Dạ. Đi đi lên nhà trước đi. Nhà mấy người làm lỗi tên. Dạ. Dạ. Có thể ngồi đây đi, gia đình mình ngồi đó đi. Mỗi năm á nước lên nó hút đầu gối kìa. À. Gia đình lên ngồi đi đi con. À lần ừ, nước lên hút Rồi cho em hỏi chút xíu riêng về từ hai anh chị coi. Cơ duyên nào mà đưa anh đến chị tên gì chị? Tên Thanh. Thanh. À chị Thanh hả? Rồi anh trai là tên gì? Khương. À, anh Khương và chị Thanh. Rồi cơ duyên nào mà mình đi tới Vĩnh Châu mình đi làm rồi có người ta giới thiệu á. Rồi giới thiệu cho chị này cho rồi dính luôn. Mừng quá. Rồi cho em hỏi chị xưa giờ chị có lập gia đình chưa? Như... có một lần thì gian dở. Có lần gian dở có con không anh? Chưa. À chưa có con luôn hả? Dạ. Wow, nhà mình có khá giả không chị? Cũng đỡ, cũng đủ ăn đủ xài. Đủ ăn đủ xài, bây giờ bắt dâu về đây luôn rồi là sao người ta làm anh mệt? Thì có con cháu đang gần sát nhà bên á, nó cũng tiện. Rồi hai bên gia đình mình có qua nói chuyện chưa? Có rồi. À có qua. Có qua một lần rồi bà lão bên vợ bà không đồng ý. Sao vậy? Nói nghe coi, sao không đồng ý? Mỗi lần đi bà thì bà khoái. Nhưng mà tới chừng bà về muốn qua đây chơi một bữa. Rồi bà qua đây chơi rồi xong bà về nhà bà đổi ý. À là đầu tiên là qua đây là đồng ý. Mà tới chừng về nhà bà đổi ý lại. Đổi ý rồi. Rồi đổi ý sao chị vẫn ở đây? Thì tôi mới thấy nghèo quá. À là nói cô nghèo quá hả? Là sao đúng không? Rồi đúng rồi. Bên rồi vợ thì thấy thương rồi vợ theo luôn á. Ủa chị lấy đồ quần áo là đi hết luôn hả? Lấy đúng được 5 bộ rồi. 5 bộ. Rồi 5 bộ sao đủ mặc? Tháng mưa này sao đủ mặc nè. Kệ dành. Lấy nhiều sợ bỏ đó. Biết. Không dám lấy nhiều sợ biết. Bây giờ mình chạy về đây chắc bên bển biết rồi mà. Biết. Có khi nào sợ bắt vợ về bển không anh tha. Cũng sợ á. Khi bả về đây bất tử nè. Cũng sợ ha. Ừ. Bởi vì giấu vợ ở nhà sau không hả? Đâu giờ lâu lâu cũng ra nhà trước chơi vậy đó. Ở nhà sau hoài buồn lắm. Trời ơi, như chị thương ảnh thiệt luôn hả? Thương gì không? Yeah. Đó, gặp được bao lâu mà thương vậy? Gặp được mấy lần? Từ chưa tới năm tới giờ. Chưa năm. Ở đây cũng mà chưa được năm hả? Chưa. Rồi có dự định làm hai mâm đồ hay không? Chưa, nó chạy không có tiền nè. Chừng nào có tiền đi mình làm hai mâm đồ kêu 10 ông già già rồi. Hai bên gia đình coi. Rồi. Bây giờ trước tiên mình không dám qua bển 10 đâu. Sao cô không dám qua bển 10 bà xui hả? Không dám đâu. Có nói có kêu bà xui chưa? Có mà giống như là mình không dám qua đâu bị bả đang buồn. Đang buồn con à? Cháu đang buồn con cháu. À cô thì cô có thương dâu không? Thì thương con dâu nào cũng thương hết trơn á. Dạ. Không từng nặng nhẹ cho con dâu nào hết trơn á. Cô có bất ngờ khi anh trai này đem vợ về đó? Lấy về 3 giờ mấy lại tới đây rồi. 3 giờ khuya. Đúng không? Ừ đúng rồi. 3 giờ khuya bắt con dâu về. Ừ. 3 giờ khuya dắt nhau về đây luôn. Anh thử chia sẻ cho khán giả được biết coi. Tại sao anh nói như thế nào mà anh nói với vợ anh mà vợ anh về đây anh nói kể nè. Lúc đầu tiên anh nói nếu mà có cơ duyên nào á thì hai đứa gặp nhau á thì nếu mà cha mẹ hai bên cha mẹ em không đồng ý thì em có thể em đi theo anh không? Anh nói nếu mà em đi theo anh thì tối nay anh chờ chỗ nào đó rồi anh rước em đi. Ồ, này ly kỳ quá nghe, này ly kỳ quá. Là anh nói gì á chị? Anh nói là nếu mà đi làm một cái công trình nào đó ở khúc Vĩnh Châu nếu mà gặp chị ở đâu đó là đêm đó sẽ hẹn luôn phải không? Ừ. Đêm đó chị làm như thế nào? Đêm đó nghe xong rồi chị về ban đêm ban ngày chị làm như thế nào? Lúc 2 giờ nó ra 2 giờ là chị đón trước luôn hả? Dạ. Trời ơi cái này còn nôn đau hơn anh nữa. Em hỏi thiệt này, chị thương ảnh là cái chỗ nào? Nói coi chị. Thương chỗ nào? Sao vợ ngại hay giờ? Ngại, còn hơi ngại. Hỏi coi vợ thương anh chỗ nào? Em thương anh chỗ nào? Anh em nói đi cho khán giả biết. Sao hả? Mắc cỡ. Thương chỗ nào? Nói coi. Mắc cỡ gì nữa? Thương cái tính hiền lành hay là sao? Hả?
Dạ. Sao? Tôi muốn thương cha mà đứa. Thiệt không? Có thương không? Thiệt. Em không tin đâu, chị thương mà chị không dám nói. Thiệt á. Thiệt không? Thiệt. Đâu chỉ vì làm cái gì đó em mới thương mới tin được. Hiện tại là anh đang nói chuyện với tất cả quý khán giả cùng xem đó. Anh có thương vợ anh không? Thương. Thương á thì mình, nếu mà mình đã nửa đêm mà bắt cô dâu về đây á thì mình phải có trách nhiệm nha. À, đúng rồi. À. Mình có trách nhiệm, mình phải là làm chồng mình phải có chịu trách nhiệm hết. Chứ không có kiểu mà bê tha rồi bỏ vợ, bỏ con, bỏ ba mẹ. Bây giờ gia đình mình đã khó, anh là trụ cột. Bây giờ phải, nói chung là làm không nổi, cái chú chị làm có một mình à. Bây giờ phải cướp cô dâu về luôn để làm phụ sao, để lo phụng dưỡng cho cha mẹ. Cũng như anh này cũng khôn nè. Tại vì chăm sóc ba ruột của mình đã khó rồi, rồi không ăn việc làm thì đi làm một mình thì không ai chăm sóc. Tội nghiệp mẹ già phải không? Đúng rồi. Có con dâu về có thể mà đỡ cho cô đúng không cô? Đúng rồi. Về đây thấy ba ảnh bệnh gì đó. À, chị có chán nản hay không? Không. Không phải không? Yeah. Trời ơi thương quá. Con dâu này chính hiệu. Dâu là 45 tuổi. Dạ. Yeah. Chú rể là 35 tuổi. Wow. U35 và U45. Em hỏi thiệt nha, tại sao anh thích những người lớn tuổi hơn là gì? Tại có kinh nghiệm hơn. Có kinh nghiệm tuổi trẻ bây giờ vừa cưới nhau về hai bên đứa con bẻ bẩu tùm lum hết trơn. À, mình không an tâm phải không? Cưới nhau thà mình đi theo nhau kiếm tuổi già hơn mình cho nó chắc ăn hơn chút. Anh nào giờ anh có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Còn mới trai tăng hả? Ừ, trai tăng luôn. Ui chị, trai tăng luôn hả chị? À. Đúng không? Đúng. Ý, này khui hết trơn rồi nha. Sợ gì nữa, mắc cỡ gì nữa. Trai tăng luôn. Nó ở nhà tôi khóa cho ổng ăn rồi, khóa cửa đi làm. Dạ. Đi làm rồi nhỏ cháu giấc trưa lại khóa mở cửa vô cho bới cơm cho ăn. Ăn ngậm 3 giờ tôi lên, ngậm về tới nhà phải khi 3 giờ mấy 4 giờ mới bắt đầu cho nồi cơm lên. À, bây giờ có con dâu rồi cô khỏe rồi. Đúng không? Từng 71 hay 71 hay năm nay. Năm nay là cô 71 rồi. 71 mà một cũng gắng đi làm à. Cô đi làm luôn. Đi làm mới đem phụ cho ăn. Dạ, bây giờ có con dâu rồi. Bây giờ chị ý định là về đây rồi mình làm gì hay là ở nhà nuôi ông gia chồng? Chỉ là cho nó ở nhà cơm nước rửa rồi tôi đi làm. Sao chị? Chị hiền quá, chú chị hiền quá. Nói với chị. Sao? Tại vì về đây mới quá, chưa gần những chuyện làm. À, còn mới quá em. Bây giờ có 5 bộ đồ, có đem gì lại nữa không? Không. Không có đem gì luôn. Rồi kem son phấn sao không anh? Có luôn. Chưa giờ chị có sức kem không? Có sức mà bỏ nhà hết trơn à. Ây ôi. Chị mừng quá, đi theo chồng mừng quá. Ây ôi, quá trời. Không lẽ chị thấy được trai tân, chị mừng quá hả? Đúng không? Ồ, lẽ chú chị thấy được lần đầu tiên cưới được trai tân luôn. Và nói chung là mình thương nhau á, theo như là anh nói á, nãy á thì em cũng cảm nhận được. Anh nói là thấy tụi trẻ bây giờ thương nhau chỉ là một thời gian cái này nọ. Anh muốn cưới một người vợ thà lớn tuổi hơn mình nhưng mà biết chăm sóc lo cho ba mẹ. Nói chung là cũng tốt. Thấy chị cũng hiền nè, nói chung là chị rất là hiền á. Chị tên gì em quên rồi nãy? Thanh. Chị Thanh phải không? Rồi anh già không sợ lửa này tên gì ta? Khương. Anh Khương, em cứ quên tên anh hoài. Em ấn tượng cái câu anh nói là vàng thật không sợ lửa đó. Ngày hôm nay thì tới tận nhà. Trời ơi. Bây giờ chị có ý định khi nào mình tổ chức hai mâm không? Có không? Có tính không? Có muốn điều đó không? Có đi. Có, mình có khi nào mình nói với chồng cái này, chị nói với anh là làm cái kiểu hai mâm ra mắt hai bên gia đình không? Có thì chừng nào làm công chuyện ổn định rồi kêu ông lão bà lão bên vợ thì hỏi nói đi cho nó hòa đồng lại để mình bắt tay để mình ăn nữa. Bây giờ có buồn là xui gia nó thuận hòa. À, xui gia thuận hòa. Bây giờ em không biết nữa, bây giờ chị, em hỏi chị, nếu mà ba mẹ chị bắt chị về bên bển, chị có đi không? Không. Không luôn hả? Dạ. Rồi thí dụ như ba mẹ không cho chị về bển nữa, chị có buồn không? Sao chị? Nếu mà chị không được về thăm ba mẹ nữa, ba mẹ như lúc đầu dặn không cho đi đó, rồi chị có đi không? Không, đi. Đi không? Không. Không đi luôn. Dạ. Là quyết tâm là anh Khương này là ở đây với anh Khương. Dạ. Trời ơi, sao cô mừng không? Thấy con dâu hiền vậy cô mừng không? Thì cho dâu lúc nào cũng hiền hết trơn á. À, dâu nào cũng hiền phải không? Ừ, anh rể cũng hiền nữa. Dạ.
thấy lúc mà lấy vợ về đó thấy tâm trạng thoải mái không? Thì cũng thoải mái, khỏe khoắn trong người nữa. Sao khỏe khoắn anh chia sẻ chút xíu coi. Tất nhiên là mình thấy cái động lực của mình nó mạnh hơn nữa. Chứ em thấy em lấy vợ là em cực lắm đó nha. Cực thì không có cực đâu, động lực lên thêm nữa. Mình phấn đấu lên. Vì xưa giờ mình không có vợ, không có con. Không có vợ, không có. Rồi chị cũng có chồng nhưng mà không có con. Rồi cũng hỏi thiệt nha, cái này hỏi thật luôn á. Mình có dự định sinh em bé không? Có, muốn lên á. Muốn nữa hả? Đứa thôi à, chứ không có nhiều. Chị nhắm có sanh cho ảnh độ không chị? Được không? Được. Được ấy, ơi ơi, chịu sanh luôn kìa. Theo cô, bây giờ vợ vợ anh Cưng tính sanh em bé kìa, cô tính sao? Phải có đứa nối dòng mới được. À, vậy là cô cũng đồng ý luôn rồi. Phải nối dòng ha. Trời ơi, nay gia đình hạnh phúc vui vẻ, mà phải chờ tin vui từ bên phía nhà gái nữa. Bây giờ cô phải bao xe thì về Vĩnh Châu, phải nói chuyện với bà Xui, phải xin phép mới được. Bây giờ chưa dám đi đâu, sợ bà con buồn. Đi lạng quảng bà ngược thấy mẹ nữa. Cô vui tính lắm chị, của chị thì ở miền Tây mà có sao nói vậy á. Không, con hy vọng rằng xem những clip này chắc mẹ của chị Thanh sẽ đồng cảm hơn. Tuy rằng chị Thanh ở trên kia thì sống... Ông già ông hơi khó. Ông già hơi khó hả? Khó lắm. Rồi anh qua bển anh nói chuyện với ba mẹ của chị Thanh đó, anh kêu bằng sao? Thì lúc đầu thì kêu bằng bác. Rồi sau này? Rồi sau này thì cũng kêu bằng ba mẹ. Rồi cô chú có nhận không? Thì cũng... ổng thì cũng nhận rồi đó. Còn bả cũng hơi khó chút. Gán đi gán. Mình giãn cái thời gian ra chút xíu nữa đi, đừng có gấp quá nghe. Đúng rồi. Có khi nào dắt tay nhau đi làm giấy kết hôn trước không? Chưa đâu, thì nào lại làm có ổn định chút đi. Thằng nào có dư giả thì chút đỉnh rồi đi làm giấy kết hôn. Trời, dư giả vậy anh giấy kết hôn mà đâu có cần dư giả. Bây giờ anh sống chung với người ta rồi, cũng như là vợ anh rồi đó. Tại anh kẹt đi làm không nè, chứ không được rảnh nè. À, bắt đầu mà tranh thủ một ngày dắt tay nhau ra phường làm giấy kết hôn đi. Rồi tới luôn đó. Làm giấy kết hôn người nhỏ này không có hộ khẩu làm sao? Rồi. Có buông đi xin giấy hộ khẩu. Cái thẻ căn cước đó, thẻ căn cước á. Căn cước được hả? Hình như có thẻ căn cước được rồi, tại vì bây giờ cái thẻ căn cước bây giờ nó tích hợp trong đó rất là nhiều thứ. Bảo hiểm nè, bằng lái xe nè, rồi hộ khẩu rồi nó tích hợp trong đó căn cước rồi nó giờ không ai xài hộ khẩu nữa đâu cô. Chị có đem căn cước lại không? Ba vợ giữ rồi, ổng đem đi làm bảo hiểm. À, đem đi bảo hiểm cho rồi. Chắc mai mốt anh qua xin được mà. Qua xin được. Không sao đâu. Rồi cũng chúc mừng anh đi. Thì có một người vợ tuy rằng hơi lớn tuổi chút xíu nhưng mà chị rất là hiền. Mà chị lúc về đây người ta có hỏi anh Thanh, người ta có hỏi anh sao mà cưới vợ gì không? Có, người ta đang cũng chọc quê hoài. Chọc sao anh nói coi. À đâu, lâu lắm rồi thấy vợ mày á. Mày đi theo vợ mày bao lâu rồi đó? Mới đây à. Có nói vợ mình lớn tuổi không? Sao mới đây sao mà lẻ với mày? Trời ơi, sao mà không lẻ? Người ta tính là mì ăn liền không à? À, người ta có nói là vợ anh lớn tuổi không? Người ta không có nói đâu. Ta không nói hả? Ta nói quan trọng là hai vợ chồng biết mừng ăn là được rồi, tốt rồi. Còn tuổi tác nó không phân biệt. Sao giờ em cũng thấy cũng rất là nhiều hoàn cảnh ha, cũng vợ chồng thì trẻ nè, vợ thì lớn tuổi, cũng rất là nhiều đó. Anh là U35, giờ vợ là U45. Chị cười cái coi cho khán giả mừng cái coi. Thôi cũng chúc mừng chị ha. Chúc mừng chị đã về chung một hộ gia đình của anh Khanh. Anh Khanh hả? Khương. Anh Khương. Cũng như là về đây phụng dưỡng cho ba ruột của anh Khương, cũng như là người chú đang nằm ở dưới nhà sau chú anh chị. Chú bị tai biến cũng khá là lâu rồi. Thì ngày hôm nay thì em được sự cầu cứu của anh á, là nhờ em tới đây cũng như là thăm ba của anh. Mà bữa nay em muốn tá quả luôn là biết anh có vợ. Ngạc nhiên quá rồi, đâu có biết. Cái này là anh giấu em nè, anh không có nói nè, đúng không? Giấu không phải giấu mà tại hồi chưa từng thấy mặt, chưa gặp mặt lần nữa mà sao giấu được. Bởi vì vậy chừng nào làm cho Hải đi rồi gặp mặt thì biết rồi. Rồi ơi, cái này mà quay lên anh Hải anh xem anh cười chết rồi. Anh Hải biết anh có vợ không? Chưa đâu. Chưa luôn hả? Rồi cái này tao biết hết trơn luôn rồi. Rồi cái này là quay lên là cả nước thấy luôn á. Thấy càng vui cái gì đó. Rồi em thì em cũng chúc mừng anh đi, thì hy vọng rằng mình cố gắng làm
để mà nuôi ba của mình với mẹ già rồi. Với lại cũng có vợ rồi, mình phải gắng làm ăn để mà cùng vươn lên. Tại nghe nói là chia sẻ gia đình này thì có mình anh làm thôi, để nuôi hai người lớn tuổi nữa. Ba anh cũng như là bị này đó, bị tai biến lâu năm rồi. Không bị liệt lâu rồi năm. Bây giờ thì nãy á, thấy chú cũng bệnh và thấy cái nhà sau của mình á, bây giờ em đi coi chút xíu nữa. Đi ha, đi ra thăm. Rồi cái chừng lương á sao khét á chị gái. Chị lương. Lương khét thôi, chạy nhanh. Sao cô? Nó là nó không lấy vợ đâu. Nó để nó nuôi cha mẹ. Dạ. Rồi sao giờ lấy? Thấy chịu hết nổi hả? Không biết. Rồi đi đi đánh nó gan làm ăn gì rồi gặp có duyên ơi. Dạ hữu duyên thì gặp người yêu tình yêu ơi. Dạ 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 cô đi trước đi. Dạ rồi ở nhà sao vậy cô đi dắt luôn á. Dắt đã ban đêm. Dạ ban đêm là phải dắt á, chừng vô móng á. Trời ơi, nướng lương cho ba chồng ăn ha. Dạ con chào chú. Rồi mình xưa giờ có đi khám không cô? Bác sĩ lại tới nhà. Bác sĩ lại tới nhà, sao anh Khương? Châm cứu cũng cả tháng mà châm cứu không hoài chứ không hết. Chú như là đi vệ sinh ở trên này luôn hả? Đi. Lúc mà ổng bị là em bóp ở đây nè, bóp cho nó dặn bóp gân cho ổng đi được mà bóp là ổng biết đau mà ổng đi không được. Ổng dở lên được, nhưng mà sau này ổng dở lên hết được luôn. Dạ. Chỉ là bên này. Liệt bên tay luôn. Rồi thấy nhà cửa nè. Nhà không có một bếp ga, có nhà vệ sinh không có luôn. Che cái đó tắm rồi sao ta thấy cho sao. thấy đi dạo biết sao vậy. Sao chú cười kìa. Dạ chú sức khỏe nha, chút xíu con gửi. Dạ ba chúc mạnh khỏe. Dạ chú mạnh khỏe dồi dào sức khỏe. Dạ rồi con cảm ơn cô chú. Rồi bây giờ thì lên đây con làm việc chút xíu coi, thiệt quá. Bây giờ cái này nếu mà tính ra khoảng 10 bao xi măng hả anh trai? 10 bao. Anh biết thợ làm mà phải không? Anh thợ mà phải không? Rồi thấy tội nghiệp quá, chú chị ơi, chú cũng lớn tuổi và nằm liệt giường vậy, cô cũng lớn tuổi nữa. Rồi sau này lỡ đám cưới anh Khương á, không có chỗ mà đi làm nữa. Không có chỗ làm này, đi lên đi xuống giúp. Chị sau này có làm đám cưới hay làm hai mâm thôi? Làm hai mâm thôi. Thì ra tính ra hai bên thôi. Đừng có cứ hỏi. Tại mình không có thì làm theo không có đi. Ngồi cái nhà vệ sinh mình không có luôn rồi sao? Rồi sụp luôn rồi. Sụp rồi. Lúng rồi. Thôi đi đây coi cái. Trời ơi, tủ chén này không có gì để luôn. Cái này được đâu, ba miếng gạch ở đây lấy ta cho nó. Trời ơi. Ủa cái nhà vệ sinh không có cửa, không có gì luôn. Có, tại nó bị lúng hết trơn á. Bị sụp luôn. Rồi tối rồi tắm nước sao vợ con rồi. Thì tắm trong đây đại tạm đi. Gắng làm đi kiếm tiền đặng làm cái nhà tắm lại nè. Trời nó bây giờ phải người tắm người canh á. Đúng không? Có canh không? Canh chi. Lỡ người ta đi lên đi xuống người ta thấy sao? Không có đâu. Không ai đi đâu. Có ngại không chị? Ngại không? Cái nhà vệ sinh gì ngại không? Ngại chứ. Đúng không? Đúng rồi, phải làm mua miếng tôn gì che lại cái đó đi. Thì gắng làm nè, làm bữa nay. Thôi bây giờ sẵn có chú ở đây luôn chứ anh trai ở đây luôn, hai vợ chồng bên đây luôn. Bây giờ thì không thấy phải không? Cô lại đây nè. Thì kính thưa tất cả các chú chị với khán giả đang xem kênh của Bằng Bảnh. Thì ngày hôm nay thì hữu duyên Bảnh được sự gọi điện của anh trai này nè, là anh Khương á. Hả? Anh Khương là lúc trước cũng có làm đội thợ anh Hải, là cũng đã cống hiến thời gian rất là dài với Bảnh, làm việc cũng đã một năm rồi trên kênh này nè. Bây giờ thì đã khó khăn quá, một mình làm thì ba bốn người ăn thì không có đủ, ba ruột thì đang bệnh nập liệt giường như vậy, thì ngôi nhà thì sụp sệ vậy, kể cả nhà vệ sinh cũng có nữa, cửa sau cũng có nữa. Thì bây giờ thì Bảnh tới đây thì Bảnh hôm trước thì Bảnh có nhận tiền của một chị Mạnh Thị Vưng, đó là chị Thoa Nguyễn, có chuyển cho Bảnh là 2.600.000 đó, để chút xíu Bảnh đếm và kiểm tra và trao số tiền này cho gia đình luôn, để cho anh Khương có thể mà mua xi măng về chán ở đây. Ha cô ha. Nào giờ mơ ước đó cô hả? Mơ ước đó. Nhắn bù hoài à. Đó bù mày dùng đi chú. Kêu bù vô gắn dùng. Rồi. Thì bây giờ con xin phép thay mặt của gia đình của chị Tho Nguyễn gửi cho gia đình của mình là số tiền này là 2.633.000 đồng ha.
2.633.000 đồng. Thì cái này là số tiền của chị Thơ Nguyễn, bây giờ con gửi cô. Và khi đó cô đưa cho làm này đó, ý là muốn chán gì đó, anh này là thợ mà. Mình bỏ ra 1 triệu đi để chán này cho bằng lại cho cô đi, có thể mà chú có thể vệ sinh rồi. Nhiều khi chú tiểu tiện trên đó có thể dễ rửa, lấy nước mình tạt ra, mình quét ra dạch ra. Còn bây giờ cái này á, nó không có thể nào mà quét được, đúng không cô? Quét không được đâu. Dạ. Thì số tiền này là của chị, gia đình chị Thoa Nguyễn bên Mỹ gửi cho mình, là gửi cho em để đi thăm á, là số tiền còn là 2.633.000 đồng. Để em đếm và kiểm tra giùm em ha. 1 triệu 2 triệu 2 triệu 400, 400 là phải không? 2.500, 2 tờ nữa là 100 nữa là 2.633.000. Thì con đưa cho cô là 35.000 luôn, cho cô lời 2.000 luôn. Dạ, tặng cô 2.000 luôn. Dạ. Thì số tiền này là của chị Tho Nguyễn ở bên Mỹ, thì có gửi cho con đó. Thì hôm nay thì hữu duyên con lại thăm gia đình của cô, con chào gia đình này. Cô có lời nào gửi đến, cảm ơn đến chị Mạnh Thường Vân, đó là chị Tho Nguyễn á. Cái nào nói thì con cảm ơn rồi, tôi cảm ơn cho. Cô nói đi. Thì cảm ơn cái những người cho tôi đó, thì tôi cũng cảm ơn nói dùm nói. Dạ, cô nói đây là chị thấy à. Dùm nói bảo là tôi cảm ơn, bởi vì tôi cũng nghèo khổ đây rồi, giờ cho vậy là tôi cảm ơn nhiều lắm rồi. Dạ. Tôi ước mơ hoài, ban đêm gì ngủ không được đâu. Cái sợ ổng 100 tuổi già rồi, nhà vậy nữa, không biết làm sao nữa, không biết đường nào đâu mà kia nữa. Dạ. Mình chỉ là cảm ơn nhiều rồi. Dạ. Rồi, con dâu nè. Bây giờ con dâu. Ủa, con dâu với mẹ chồng cũng cỡ cỡ à. Sao cười hả chị gái? Mừng không chị? Hôm nay thấy lại làm mừng không? Mừng. Mừng lắm hả? Dạ. Trời ơi. Rồi nhớ thương nhau nghe. Đã giác ba lô theo chồng rồi, phải thương nhau nha. Dạ. Cố gắng đi, làm giấy tờ xong có gì em lại em chúc mừng coi. Có gì mới không? Dạ, rồi. Anh Khương cũng vậy ha, cố gắng lo cho ba đi. Dạ. Gắng làm nha anh trai. Dạ. Rồi ơi, tội nghiệp quá các chú chị. Thôi thì con cũng xin phép gia đình. Con cũng về, trời cũng chiều rồi. Cảm ơn con luôn. Dạ. Thì kính thưa quý ông bà cô chú và quý anh chị, quý khán giả và quý mình cũng đang xem kênh của Bằng Bảnh. Lời nói đầu tiên cho Bảnh gửi lời cảm ơn đến gia đình của chị Thơ Nguyễn rất là nhiều, đã có tấm lòng vàng gửi đến giúp những gia cảnh khó khăn như thế này. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Chúc chị và gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn an vui trong cuộc sống. Dạ chú ơi, có về luôn chú. À, chú sao chú ngồi không? Ngồi ngồi được, rồi. Đi theo được. Rồi bây giờ là con trai gia đình mình được 2.635.000 đó, chú mừng không? Quá mừng. Dạ. Quá mừng. Dạ. Mới lấy con mắt nữa. Ôi chú khóc luôn chú chị. Sao chú khóc vậy? Chú cảm động hả? À, nó đi do không có tiền. À, nào giờ mình không có tiền ha. Thấy mình thấy như vậy thì cảm động hả chú? Nói gì? Nãy quá vô quá mừng. Dạ. Trời ơi, thương quá. Thôi chú cũng giữ gìn sức khỏe nha chú ha. Hy vọng thì anh Khương sẽ chán mấy đường này lại cho chú có thể mà đi lại. Lên xuống dễ dàng. Sao chú? Lên xuống dễ dàng, đi đi cầu đi gì cũng dễ dàng. Dạ, dạ. Con thôi con về chú ha. Chú nhớ ăn uống đầy đủ nha. Dạ. Nãy con thấy nàng dâu lướng con nương cho chú á. Dạ. Chú thấy chú có dâu chú mừng không? Dâu bất ngờ. Dâu bất ngờ. Thằng con đi làm nhìn dâu sao bay thọ thẻ sao ấy. Dạ, thọ thẻ với ông biết á. Thọ thẻ sao bắt dâu vậy luôn? Bắt rước về nhà ăn xương luôn. Rước về nhà ăn xương luôn. Nghĩ là anh đi làm lần này anh lời nhiều quá. Đây, đâu có lỗ, đây. Lại. Thì chú phải qua thăm gặp ông xui bà xui ấy nha. Định đi đây mà chưa có tiền. Dạ, ôi mày thấy con thấy chú đi không được rồi. Tính đi mà không có tiền đi đó. Dạ, thôi để mai mốt đi, để cho cô đi được rồi. Thì... Dạ, rồi chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ, nói thôi gì? chú nằm xuống đi, rồi chú nằm xuống đi. Dạ, chú nằm xuống đi. Tôi thấy... Dạ, thấy chú khóc xúc động á, chú chị Bảnh không muốn để mà cái tình huống này chú khóc. Tại vì chú đang bệnh á, không có thể nào cho chú xúc động nhiều. Thôi,
ở gia đình mình cũng giữ gìn sức khỏe quá. Nắm tay nhau để cố gắng nha. Thôi làm sao cho người ta thấy coi, lắm tay ra coi. Có dám nắm không? Ê, chú cười kìa, chú mừng luôn kìa. Trời ơi, chị có dám hôn ảnh không? Có dám không? Thôi hôn thử coi, hôn vô coi thử coi. Hạnh phúc quá ha. Rồi chúc mừng hai gia đình. Chúc mừng hai vợ chồng với lộn. Chúc mừng chị. Chào nha. Rồi cũng vẫn xin kính chào và hẹn gặp lại.